trái còn nguyên một mà bự bự luôn. Còn cái này cũng là bắp nhưng mà bắp này người ta chẻ rồi đó cả nhà. Tiêu. Hết uống trái rồi, cái tiêu này luôn. Cay dữ à. Trời trời trời. Cái da này. Lần đầu tiên ăn gỏi cuốn thịt bò. Thử luôn. Thôi mở cái nhà. Không nhìn được. Hết mình xả ớt luôn. À bà vô. Chờ. Nhìn giống như bò bát sỏi em. Ăn món là cuốn bò ngon quá. Cuốn ăn ngon hơn. Chào cả nhà trở lại với Đức Thẹt của gia đình mình. Xin chào cả nhà. Thì bữa giờ nhà mình cũng lo ăn thịt bò quá. Bữa giờ ăn thịt heo rồi tôm rồi cá đó. Thịt heo nhiều. Đúng rồi, thịt heo là nhiều nhất. Ừ. Tại từ lúc mà mẹ mổ chân tới giờ tâm bỏ cho mẹ nấu vài món mà đa số thịt heo nhiều. À. Rồi hôm nay chân mẹ cũng là lành rồi cho nên là ăn thịt bò chắc được rồi. Nên là mua mấy cục thịt bò về đang làm gỏi cuốn ăn cả nhà. Ừ. Hồi sáng anh có mua thịt bắp với cái phần này là thịt bò. Ba gỏi phải không ta? Cái này là ba rỗi anh. Nó kiểu có miếng thịt. Miếng thịt với miếng da. À. Ừ. Vậy là nói là ba rọi bò ha. Đúng rồi. Không, nhưng mà người ta nói không phải ba rọi bò, người ta nói là gì ta? Ừ. Cái này giống như cái miếng mà đó bà Mười làm món bò bá sổ em. Hình như bữa bà Mười nó thịt nách hay gì đó. Ờ. À. Ừ. Có dính miếng da. À. Vậy ngon, có da, có mỡ, có thịt vậy ngon. Hồi sáng anh mua bắp thì anh mua một loại là bắp tròn, với một loại người ta bắp đã chẻ rồi. Ừ. Ừ. Hai loại ha. Hai loại. Vậy là anh mua hai bắp hả? Đúng rồi, hai bắp với một miếng ba rọi đi. Nó ba rọi. Gỏi cuốn thì cuốn rau sống mà cả nhà, rau sống bún rồi bánh tráng nữa. Còn này khóm này anh mua để sắc ăn kèm với làm mắm niêm phải không anh? Đúng rồi, nãy quên em cho mắm niêm ra. Là cái trái chín này nè, là hồi em nạo ra để em làm mắm niêm. À. Còn hai trái sống thì mình ăn sống. Ăn sống hay ăn kèm nha. Cái này phải có chua chát nữa ngon ạ. Thịt bò ăn kèm chua chát luôn. Bánh tráng nhà còn nhiều lắm anh. Bánh tráng còn nguyên một mà bịch bự luôn á. Hả mẹ gửi vô á. Chị hai cho. Hôm nay nhà mình ăn cũng nhiều đợt mà chưa hết luôn á. Nay luộc thịt đẹp cũng lâu quá. Cái miếng bạc hỏi gì? Miếng nó luộc lâu lắm. Thịt bò luộc lâu. Thịt bò này thịt dai lắm mà. Giờ mình sẽ cho thịt bò cho tí nấu. Cái này là phần giống như ba gỏi á. Cái này là bắp bò nè, cái này bắp tròn. Còn cái này cũng là bắp nhưng mà bắp này người ta chẻ rồi đó cả nhà. Trời ơi. Giờ mình cho xả. Lá chanh. Hành tím. Gừng. Tiêu. Cuối cùng là ớt. Cái tim này cả nhà. Nãy Út mới hái cho mình nè, Út thấy ít ớt quá, sáng mua cũng hơi ít á. Cái Út hái vô cho mình 10 cây lấy cái ớt cái tim nhìn đẹp ghê luôn á. Bập vậy luôn. Ớt nhiều dữ vậy em. Giờ bầm ra thấy nhiều quá, nãy á em tính làm ít thôi mà nghe viên nói ớt này cũng ít cay cho nên là em làm nhiều hết luôn 4 trái ớt cái tim luôn. Cay dữ à. Thôi không biết hồi cay không đây nó thì giọng hồi ít cay. Quá là thơm luôn. Tùm lum mùi hết ra. Trời trời trời. Cái da này cứng dữ. Chưa được cả nha. Còn cứng lắm. Cứng lắm em ơi. Còn cứng. Cứng nè. Để em chút nó đi anh. Thì em cắt gì đi, né cùi lên dễ cạo. Nhi sắc khóm còn dư mấy khúc nè. Giờ mình cho vô nồi để nấu cho bò nó mau mềm. Sắc đã dậy. Chờ miếng ớt cuốn. Mình cháy xả với ớt nó cũng thơm rồi mình cho khóm vô đi. Cái màu mắm niêm đậm của em. Hồi nãy em có đọc trên cái vỏ chai anh thì thấy nó là mắm niêm màu sô cô la không có chất gì đó. Em cho tính đọc đi nha. Thơm quá. Và cái màu nó như sô cô la vậy đó.
ra đời. Thịt nó mềm rồi cả nhà ơi, cái mình vớt ra luôn á, để khóm vô nhanh mềm vô luôn á. Cục thịt dần nguội rồi nè, giờ Nhi sẽ sắt. Nó cũng còn nóng nóng rồi nè. Nóng rồi. Cái này em sắt càng mỏng càng ngon. Cục thịt bắt. Phải luộc khớm ăn mau mềm ghê luôn á. Xăm thử mềm dớt ra luôn. Thấy mềm ghê. Quyên thì gọt khớm, để rồi mình ăn kèm. Gỏi cuốn, gỏi cuốn thịt bò. Đúng rồi. Đó giờ ăn gỏi cuốn thịt heo, thịt tôm mà. Nè, cho là lạ. Khó mà bớ mắt ghê nay ghé à Quyên. Cái đó 10.000 cái đó. Mà cũng bự lắm bộ. Mua ờ, hồi lúc trước cỡ 20 à. Hồi trước cái đó có 20.000 á. Rồi giờ là mấy cục thịt bò sáng giờ tụi mình cũng đã luộc xong rồi cả nhà. Nãy Nhi cũng có sắt ra rồi đó. Giờ mình mời cả nhà dùng với gia đình nha. Rồi, hôm nay gỏi cuốn nha cả nhà. Mời cả nhà dùng luôn nha. Gỏi cuốn thịt bò. Không quay trở lại là không chơi thịt heo đó mà chơi bò ha. Dạ. Bữa giờ heo nhiều quá rồi cha. Giờ qua bò đi. Rồi con mời cha, con mời Út. Mời cả nhà mình. Rồi mời cả nhà. Lần đầu tiên ăn gỏi cuốn thịt bò nè. Nhìn mấy miếng thịt chất lượng ha. Thử coi. Tỉnh rồi cho mình thử thịt không trước đi. Rồi mời cả nhà. Thịt không chấm niêm thử. Thịt không chấm niêm là hết sảy rồi. Thịt này có niêm với da nữa nè. Hồi sáng anh không có mua chú chát á, cái em thấy có bụng chú sáp ngon quá, chú sáp sống á. Gọt sắc ra luôn. Sắc cứ sáp mình ăn chung luôn. Chú sáp sống. Ngon. Nó dẻo lắm này. Út có ăn thử thịt bò không? Cái da nó mềm, mềm dẻo ngon rồi. Rồi. Miếng này mỏng không? Ăn thử rồi, ăn thử chấm không thử rồi. Ngon. Chấm đi. Mời cả nhà nha. Thịt bò mềm ha. Không mềm cũng được ha. Mắm nêm sô cô la được không? Cái này cái màu mắm nêm hơi đậm. Cái màu này nó lạ lạ, nó đen đen, chứ không có sáng như mắm mà kia. Nhìn vô thì tưởng đâu là mắm nêm cũ, nhưng mà thật sự không phải. Ở trên cái chai nó ghi là mắm nêm sô cô la kìa. Không quá chất gì ơi. Không lạ quá. Con thấy lạ nữa. Hồi nãy con định là mua cái chai khác rồi đó, mà như nó không phải đâu. Cái này tại cái chai mắm nêm nó vậy đó. Nãy anh tính đi mua chai khác rồi, tưởng là mắm nêm cũ hư. Nó gặp lại không phải. Là chấm nha. Mắm nêm không cay lắm anh. Mắm nêm được. Nãy em thấy nêm nó không cay, cái em để hết cái phần nó vô luôn. Để hết phần xả ớt vô luôn. Nãy thấy ớt quá trời luôn. Mấy cái chai ớt mình cái đó không có cay lắm. Đúng rồi. Hôm bữa sao cay quá trời luôn. Dạ ớt loại đó nó kỳ lắm, nó nhậm chiên. Như nó lai sao? Cái lật đầu là cay lắm. Lai F1 rồi. Là con của mấy cái cây kia rồi. Đó là F2, F3 luôn á. Từ từ cái nó rỡ cay. Mà cái hộp cay nha. 2, 3. Vô rồi. 2, 3, vô. Vô. Chấm gỏi cuốn này. Gỏi cuốn thịt bò. Mẹ bữa nay mệt rồi. Không có tham gia gia đình. Dạ. Bữa nay đi cắt chỉ mà. Rồi sáng mẹ cắt chỉ. Ủa, cuốn thịt bò cũng lạ bình thường chút mà cũng ngon, thịt mềm, dễ cuốn. Sao các chỉ bác sĩ nói bình thường nó chặt thương của mẹ? Không. Người ta có cho thuốc theo không chặt? Không, tao chỉ mình ra, mình về mình rửa thôi. Con hỏi mẹ nó cô không có cho thuốc. Nhưng mà định là ngày mai mới đi phải không? Theo lịch, đúng lịch là ngày mai mới đi các chỉ. Cái ngày mai. Mẹ mà ra tao giờ nó khô rồi, nó căng, khó chịu quá. Cái hồi nay đi luôn. Mà thấy đợt này mỗi lần hai này thấy thương của mẹ cũng mau lành ha. Cũng lành tốt.
có được đầu. Mẹ eo ổn quá trời ha. Đợt này thấy khỏe hơn. Đợt đầu là giải xong rồi là sắp lại này. Ừ. Nó chưa lành. Đúng rồi, còn ngon. Rửa mà mất ngủ nữa. Ừ. Rửa vết thương mà nó không dám rửa luôn, mà ngồi dậy đứng lên nó cũng khó nữa. Đợt còn... này mẹ dạng tay hơn nữa. Đợt này mẹ tự rửa luôn. Thường thường mẹ hay đứt tay á, hoặc là đứt chân đó. Mẹ thấy máu mẹ sợ lắm. Mẹ đợt này sao dám làm luôn. Chà, bây giờ thấy máu mà sao còn sợ kìa. Thấy máu hồi người của mình nó xây sống xỉu. Cái này được cái gì không? Cái thằng bò bò này nó cái hạt nhất là khế á, chú chắc là đúng rồi, phải có khế nữa. Mà đúng là khế chua á kìa. Ừ. Mà chuối phải đúng là chuối là chú chắc. Dạ. Chuối già. Chuối già tức là còn đồ tránh là chuối nhưng chú hột á. Ừ. Mà thấy cái mâm thịt nè. Giống mà cái món bò bóc khổ của bà Mười làm. Có rau gầm, rau ôm chứ. Có cái da da thịt thịt nè, nhìn giống như bò bó sỏi ha. Chiều cái mình chế là mình bắt lên ha, bắt cái gà cái mình. Nhưng mà bò bó sỏi nó có nước sốt không ta? Như có nước sốt không cha? Ủa mà có nước mắm nêm rồi chứ. Có cái nước sốt là sốt cái để nước mình nấu cho nó xào phải không? Mình xào với cái xào. Hôm bữa đó đám mấy xong á. Nhưng mà bò bó khẩu là bà Mười có ướp gia vị á. Bởi vì khi mà xào nó đậm đà hơn, còn này không ướp. Ủa trong thịt có à? Có chứ. Trong thịt ướp xong rồi cái nước sốt nó có gia vị nữa. Nó đậm đà lắm. Anh tưởng đâu là trong cục thịt không có ướp gì chứ. Có ướp. Chỉ có nước sốt là mình nấu lên thôi. Bữa bà Mời nó mua chai kia, mua chai gừng nó ướp. Bữa nào làm món bò bó khổ thôi. Bó sỏi. Giờ bò bó sỏi nè. Với cái gì? Bữa hồi sáng này em thèm cái gì? Bò nướng lá lốt hả? Bữa xe cá cha cũng như làm món bò là nướng lá lốt nữa. Sao trùng trùng ý với bé chứ hả? Hôm bữa giờ cũng thèm cái món bò lá lốt á. Mà đi ăn bên ngoài thì mới sợ người ta làm sao. Cái bò đó làm sao làm nhà ăn coi nó vệ sinh không? Mà từ đó giờ mình không có làm, không biết làm sao. Nhớ hình như mà nó có làm lần chứ. Có lần lần rồi. Có chưa? Có không? Có đợt quyền vô em nhớ không? Làm chân gà nướng rồi làm bò lá lốt cuộn rồi đó. Không có em phải không? Lâu lắm rồi. Nếu bò lá lốt thì nó cũng dễ nướng chứ có gì. Bò nó nhanh nhỉ quá trời. Có ốc không hả? Bằm hoặc xa chứ mình ướp ốc nữa. Ờ đúng rồi, cũng nhớ hay ha. Bà nói là sinh nhật mà. Dạ. Sinh nhật của ai nhớ không? Sinh nhật của bạn. Sinh nhật của bạn. Có mời ngồi bên ngoan ha. Chào con. Con ăn ngon không? Trời ăn miệng mập hết trơn. Con ăn bún ngon không? Này có cái giống gà gái rồi đó. Gà gái không? Nhưng bữa giống trai. Con ăn dưa leo đi con. Dạ lắm sao. Mày ăn cho mọi người ăn cho con nha. Mới đầu tưởng đâu cái da nó cứ ruột mềm ngon hết ha. Nhiều quá. Miếng nó nhiều quá. Ăn món này là cuốn mơ bò ngon quá. Dạ. Để thử ăn quá. Đầu tiên ăn mà nó là lạ ngon hết. Mà miệng hơn bình thường á. Mà thêm như bò là kiểu mà bò mà mình xào lên á. Mình cuốn cũng ngon lắm. Mình xào mình có gia vị á Quyên. Dạ. Làm nước sốt nó lạc lạc thôi. Cái con bò trâu cái mỡ nó dây lắm. Nhưng mà mua ở mình sao nhưng mà uống trà ra rồi cuốn bánh tráng rồi bắt đầu mình làm một cái nước giấm nó chua đó nước chua cái rồi mình tạch mình cắt ra mình ướp cái gì muốn gì làm đó mình nhúng vô cuốn rồi sống bánh tráng rồi bún mà như cho nó làm mình phải mua miếng thịt á. Miếng thịt nó sẽ mau chín hơn. Nó nóng mà ngon. Còn cái này cái miếng da nó có lớp da nó dày với cái cục thịt bắp á nha, con nghĩ nó lâu chín hơn á. Cho nhúng giấm này mua miếng thịt á. Thịt mà kiểu thịt nạc thịt tái nha. Thịt nó mau chín. Dạ. Uống cái nước trà của ông Quyên hay không? Uống nước trà xanh đó Quyên. Dạ. Mà đợt hôm này đỡ ho nè. Phải không? Đợt hôm này là đỡ ho hơn mấy bữa trước đó.
nay hôm nay cả tháng mấy vậy đó? Tháng rưỡi vậy đó. Mà có hôm này là sao thấy nhẹ đỡ. Cái đó là trà xanh, lá trà xanh mà em hãm gì đó. Nấu gì đó uống ngon ghê luôn. Hãm lá trà mà có điều uống rồi thức cho tới sáng luôn. Ủa cái đó mất ngủ hả? Uống buổi tối mất ngủ đó. À, ơi, hôm này thức sáng đêm luôn vậy đó hả? À. Uống ban ngày thôi. Chứ là hồi nãy có cắt đâu, cái cắt mình sao mà không cắt lá, hay lá cắt vô cho nó thơm. Quên. Ừ. Quên lá cắt. Nè, có cùi khóm mà gì nè. Có khóm ăn vô nó không ngát. Ừ, nó chua chua tại nó cái này lúc nãy có thơm, chua chát. Ừ. Không tới. Mà chú sáp này nó không chát hả? Ừ. Cái này nó hơi cứng rồi nè. Không chát mà nó dẻo dẻo hả chị? Cái sáp này là cái sáp này ăn không ngon. Nó không đúng bà. Ê, nó chưa chín đấy là cũng ăn cũng ngon chứ, cũng chát lắm chứ. Ừ. Con này nó chín rồi nó mềm à. Nhưng mà nghe nói chú sáp này ăn tốt lắm nè, ăn trị bệnh đó. Trị bệnh sỏi thận gì đó. Ăn nghe. Tao hả mẹ cũng bị cái mẹ ăn này nè. Ăn sống vậy đó. Đang đây tình cảm nè. Bự luôn. Ờ, đó mới tình cảm đó. Đó. Bún. Ăn kêu. Chằn chè luôn á. Thầm hết. Trời ơi, buộc phải tới vừa rồi giờ. Bỏ xung hết. Tới vừa meo rồi. Dục rồi hả? Ừ. Bỏ xung vô. Bỏ xung dưa này cắt rồi nè con. Đã ăn dễ hơn. Con. Dạ. Chặn bầu chú đi. Dạ. Chị Ban em ăn thử món mới. Thịt thì cũ. Mà mới lột thịt thì mình thì mới cách làm cũ. Mình sáng định mua tôm. Mẹ thịt nhiều quá. Ăn xì không hết. Rồi xin mời cả nhà. 150.000 chứ rồi. 150.000 sô-cô-la đi hả? Chứ mà ca cũng chịu cái mà đậu hũ bóng tôm á. Dạ. Bún đậu bóng tôm á. Dạ. Bún đậu bóng tôm mà phải có cà pháo nha cha. Nó có cà pháo. Cà pháo một là kiểu mà mình khỏi có ấy cũng được nữa, khỏi có ngâm chua cũng được nữa. Mà có cà pháo ăn sống cũng ngon. Nó có cái độ giòn giòn. Mà sao cà pháo là chợ mua người ăn cho nó ngon nè. Ướp người ta ướp sẵn hả cha. Ừ. Ướp sẵn không ngon. Mình về mình ướp á. Hoặc là để sống và ăn luôn nó giòn. Ướp sẵn ngọt quá. Ừ. Mà người ta bán ở ngoài chợ thì thấy nó cái màu sắc nó đẹp. Nó đỏ đẹp. Nhà mình ai cũng thích ăn bún đậu bún tôm. Đúng rồi. Mắm tôm. Có mẹ không hết à. Trăm mắm tôm vô vậy mà nó ăn nó không có ngán. Mà cái cả mắm tôm mà theo như mà mình chan cơm ăn cũng ngon nữa. Nó kiểu nó cuốn hút sao á. Cái vị cái mùi nó dễ ăn. Mà nhưng mà cũng có người đó người chịu ra chịu. La cái mùi nó nặng quá. Dạ. Nhưng mình ra chịu mắm người ta nấu canh đó. Đâu có mắm tao dạo mắm được, lấy cái miếng mắm tôm đó ta nặng vô miếng. Mỡ không quen lắm. Mình cũng làm mắm đậu mắm tôm nè. Chứ còn miếng mắm tôm á. Chan cơm ăn cũng ngon. Chan cơm. Rồi bữa đó còn miếng thịt luộc còn nữa. Ăn đắt ghê luôn. Chan cơm ăn với thịt luộc ngon á. Ừ. Cái này chan cơm thịt luộc cũng ngon à. Ừ. Ngon bằng mắm tôm. Em nhớ cái công thức mà làm cái nước ấy không Quyên? Nước gì? Nước sốt gì bỏ bó sỏi á. Dạ nhớ. Dễ làm không? Dễ. Bỏ bó sỏi dễ làm mà. Thấy vậy chứ cũng dễ này. Chiều nay mình làm cái nước sốt đó cha. Nước đó có rau răm ở đâu mà. Ừ. Cái chiều nay mình ăn này ngán, chiều nay mình làm đó. Ờ
miếng heo ôm nữa rồi. Ừ. Có mùi thơm. Để cho nóng không? Ừ. Chứ mình cuốn ăn không hết rồi, nhiều lắm. Ở trong còn nữa. Cuốn ăn ngon hơn. Ừ. Nó đầy đủ hơn ha. Có bún, có rau. Ăn không chấm đúng không ạ? À? Tham dưa quá trời quá đất rồi. Miếng mơ, miếng mơ. Ăn đã ngồi vô tắm luôn. Ừ. Nếm lum. Giờ cũng xế chiều rồi. Tập ăn vậy quen nè. Ừ. Ăn vậy cũng được cẩm chân chị. Mà chờ thấy mình ăn mà không cho nó hen. Là nó cự á. Dạ. Ừ. Dạ lia chiêu. Dạ, dạ đây mình cho. Dạ đến học cho thôi. À. Bữa nay mà nó cầm muỗng nó múc rồi được rồi đó. Ừ. Ừ. Này con cái mà nó cầm cái ly nó uống nước rồi chổng. Nè tự cầm ly cầm muỗng ăn luôn. Hay hơn anh hai đó rồi. Dạ. Anh hai nó rồi đó cho chậm hơn chút. Chăng thêm đi chắc. Ăn chứ. Ừ. Út này ăn được múc. Có ăn bánh tráng không? Út để đúng chưa? Có bánh tráng cuốn trong đó không? Ừ. Cái bài gì ăn không ngán bằng thịt heo á. Cảm ơn cha. Vậy thích là thịt bò hơn ha. Đúng rồi. Tại vì cái phần thịt bò này nó ít mỡ hơn á. Theo như ba gọi là phần chống mỡ. Đúng rồi. Còn cái phần thịt bắp này nó toàn là gân nạc đúng không? Dạ. Không có mỡ gì. Ừ. Này là có miếng gầu đâu, có gầu hả? Gầu nó chấm ra. Ngồi không biết cho cha hả? Vâng, vâng. Có một ngày chắc ở trong thao quá. Cha, gầu hả? Yeah. Rồi, 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 rồi. Cục thịt này kiếm gầu khó quá. Thằng đó mỗi lần Quyên dẫn đi ăn gì? Phở hả? Không phải, mùi quế hả? Phở á. Cái gì hai di lao vậy phải không? À, hai di lao. Bữa đó không có hai anh em hay gì? Kêu gầu. Rồi, rồi nó cả đưa miếng dưa nó à. Hết rồi hả? Chơi bể rồi chơi. Thêm nhúng cho con miếng kìa. Quá, cái này là biết không? Vậy nó không có nhúng nửa cái rồi. Hai cái luôn. Coi con nha. Tại nãy con nhúng lụt lụt bề rồi. Mày mềm để tao, mày nhúng nước để trong. Dạ. Mà lâu rồi mình không có đi ăn lẩu đó hả Quyên? Dạ. Lâu rồi không đi ăn ở ngoài á. Đúng. Mà anh thấy giờ cái món mà lẩu hai di lao gì đó anh cũng chắc cũng hết thích giống như ban đầu nữa rồi. Lẩu đó cay quá. Cay quá. Ừ. Rồi, lẩu Trung Quốc hết cha. Lẩu tứ xiên gì đó đó. Tứ xiên. Ừ. À, là đi ăn cả đó hả? Dạ. À. Có cái hạt gì mà tròn tròn á. Trời ơi, nó nồng. Quá nồng. Ăn trúng nồng. Hạt ngò hay gì đó. Ừ. Nè. Chụp mừng con. Con mơ mơ mơ. Mấy má chịu ngồi lâu ha. Ừ. Có mồi á. Mồi mà mồi đúng của nó. Dưa leo, thích dưa leo đó. Ừ. Anh hai muỗng à. Nước chấm ngoài sao hả? Hết rồi. Cho con nước chấm một tí đi. Thay nước chấm mình có đậu phộng để vô cũng được. Ừ. Ừ. Phộng rồi người ta thấy người ta làm người ta bán có củ cải đỏ, củ trắng gì đó. Ừ. Đúng rồi chở hả? Ủa? Ủa hả?
mẹ thức rồi á. Làm này cho mẹ ăn ngọt. Mình nghĩ là nếu như mẹ để hồi mình làm ấy bọc cái sỏi á, cái nước ấy á làm cho nóng. Sao mẹ thích ăn nóng. Con này hơi nguội. Tức là mổ không rồi giờ về phát triển luôn, khỏe là ok. Giờ tinh dưỡng. Có tháng sau cũng lành. Bây giờ vết thương nó lần chừng 10 bữa nè. Chúng nó 10 bữa nè, rải rồi. Khỏe là đi đứng rồi muốn được rồi. Mà sao mà có con cái mẹ ba đi ba không có chống gậy. Không, mẹ không chịu. Nói mẹ hồi nãy cho nhớ hồi nãy bác sĩ ra ngoài bác sĩ còn nói đó. Cứ về phải đi tó. Về phải đi tó. Đang mình dưỡng cái chân của mình. Mẹ là có gậy. Mà bà bảo không chịu rồi kêu cầm gậy đi, chạy đi. Thì không nó cái sức á cha. Nó động á. Chèo. Không mẹ nói chứ thấy cô chú Bình Lận nó cũng có người bị vậy này. Mà không có mổ để mà lấy inox mấy cái nẹp ra được á. Mẹ thấy giờ mẹ mổ ra lấy được rồi mẹ cũng mừng. Đây có người ta bị bệnh nền á. Không được ra để ngồi có bệnh tiểu đường với rồi thận nữa. Cho nên là lấy mẹ thấy được. Mẹ vậy là mẹ cũng mừng cũng lấy ra được rồi đi lại rồi giờ tập đi rồi khỏe được. Đúng rồi. Không may mắn á. Vô tiểu đường khó. Nhảy. Em nhảy tập trượt này nè, bắt chước gái rồi đó. Thấy trời à. Nhảy mà nó lắc đất quắc quắc lại vui nha. Quá thì vui lắm. Gì xong? Làm gì vậy? Có mấy sưng. Ờ con mắt bị sưng hả? Sưng hả? Môi đỏ. Em mời mẹ đi. Ồ. Có mắt cho. Rồi thì gia đình mình cũng mới dưỡng xong cả nhà. Lâu lâu ăn lại không? Hồi đó giờ mình cũng chưa có làm cái món này phải không cha? Hôm nay cũng lần đầu tiên mình làm cho nó mới là lạ. Thịt bò mà đầu tiên vô cha thấy cha cũng hơi dội rồi nữa. Nhưng mà sao cuốn càng ngày cuốn càng ngay. mà tưởng là thịt bò nó dai nhưng mà cái bắp này nó mềm. Nó không có dai. Anh luộc mềm á. Luộc với cái da lúc đầu cũng thấy da cũng dội nữa. Cái da sợ tưởng đâu là nó da này bò này bò tơ sao nó cũng mềm lắm. Cái da ăn dẻo ngon. Không có gì chơi mẹ. Rồi đi đúng rồi con. Thôi thì video của gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Dạ, các bạn cả nhà luôn. Bye bye. Rồi, hẹn gặp cả nhà video tới. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.